Xin chào các anh chị. Hôm nay Thế Giới Ống Nước sẽ giúp các anh chị review một dòng sản phẩm được coi là chuyên gia lọc ở bồn rửa chậu rửa, được sử dụng rất nhiều ở các hộ gia đình ở Hàn Quốc và cũng là một sản phẩm bán chạy nhất ở Hàn Quốc liên quan đến việc lọc ở bồn rửa chậu rửa. Và khi sản phẩm này xuất hiện Việt Nam trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều gia đình ở các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay các thành phố khác đều quan tâm và tìm hiểu dòng sản phẩm này, và cũng rất là nhiều gia đình đã sử dụng và hài lòng với cái dòng sản phẩm này. Vậy sản phẩm này có cái điều gì đặc biệt mà lại có thể hot được như vậy? Thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng anh chị chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về các thông tin về sản phẩm cũng như thông tin kỹ thuật để anh chị có thể nắm được và sử dụng trong gia đình của mình. Bởi vì hiện nay cái nhu cầu lọc nước sinh hoạt là hết sức cần thiết. Bởi vì khi mà cái máy lọc nước ở gia đình nhà nhà đều có, đúng không ạ, thì chúng ta cần phải quan tâm đến nguồn nước cũng hết sức quan trọng nữa, đó là nước sinh hoạt. Vậy sản phẩm này có thể giúp chúng ta giải quyết được những vấn đề gì? Thì chúng ta hãy cùng nhau đi review và tìm hiểu. Trước tiên ở đây thì anh chị chúng ta hãy cùng tôi đi xem qua về bên ngoài của sản phẩm này. Đây là bên vỏ hộp bên ngoài, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy các cái thông tin được in ấn rất rõ ràng. Đầu tiên là về nguồn gốc xuất xứ. Ở đây chúng ta có thể thấy là sản phẩm được in Made in Korea, là sản phẩm nhập khẩu trực tiếp Hàn Quốc. Ở trên đó thì có đơn vị sản xuất, đó là tập đoàn Waco Corp, là một cái công ty hết sức nổi tiếng và đứng đầu ở Hàn Quốc về công nghệ màng lọc sợi rỗng cũng như là chính cái bộ lọc ở bồn rửa chậu rửa này. Và hầu hết các gia đình Hàn Quốc thì họ đều sử dụng các sản phẩm này các anh chị nhé. Bên cạnh đây thì anh chị cũng có thể nhìn thấy đây ạ, đây là các cái chứng chỉ chứng nhận quốc tế hết sức là nổi tiếng như là FDA, đúng không ạ, hay là của các cái chứng chỉ ISO ở trên thế giới. Tiếp theo thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng đập hộp ở bên trong để tìm hiểu thêm về bên trong sản phẩm này có gì. Vâng, xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng tôi đi bóc đập hộp. Vâng, ở trên đây chính là gì ạ, cái nắp của cốc lọc, là cái bộ phận để giúp cho gì ạ, đứng nước có thể lấy nước vào và nước ra của cốc lọc, đúng không ạ? Trên này cũng có in và dập nổi rõ ràng cái đường nước ở đây để anh chị có thể là dễ dàng lắp đặt và khi để cho đường nước biết đường nào nước đi vào, đường nào đi ra, đúng không ạ? Vâng, và tiếp theo ở dưới thì chúng ta có gì ạ? Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, đúng không ạ? Đây chính là bộ phận chính của cái bộ lọc này. Đây là bộ phận lọc của nó. Thì cốc lọc ở đây là được gắn liền như vậy, đúng không ạ? Nó sẽ được đúc nguyên khối như thế này. Ở đây trên đây là gì ạ? Tem mác của nó. Trong này cũng được in, đúng không ạ? Và dưới này thì được dập nổi nơi sản xuất là Made in Korea, rất là rõ ràng ở đây, đúng không ạ? Để chúng ta có thể hoàn toàn có thể yên tâm về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng của sản phẩm. Vậy thì sản phẩm này có điều gì mà giúp cho nó có thể có khả năng lọc hữu hiệu ở bồn lọc như vậy? Thì tôi sẽ nói qua về cái cấu tạo của sản phẩm này để anh chị chúng ta có thể nắm rõ. Đầu tiên ý, ở bên ngoài sản phẩm này sẽ có 3 lớp lọc anh chị nhé. Và 3 lớp lọc này bên ngoài sẽ là lớp lọc chặn 1 micron. Thì chúng ta biết rằng gì ạ, ở nguồn nước ở chúng ta, sinh hoạt của chúng ta thì thường nó có rất nhiều vấn đề, đúng không ạ, như là các bùn, đất, rỉ sét. Và khi chúng ta sử dụng trực tiếp như vậy thì anh chị thường thấy là gì ạ, ở một số những cái nơi mặc dù ở trong thành phố nhưng mà chúng ta thấy những cái hiện tượng là gì ạ, nước rất là đục, đúng không ạ, nước có thể lên màu vàng hay là màu đục, và cái nước đó khi chúng ta sử dụng vào sức khỏe hoàn toàn là gì ạ, rất nguy hại sức khỏe, đúng không ạ? Vậy thì cái lớp lọc 1 micron này nó sẽ giúp chặn bỏ tất cả những cái gì ạ, những cái bùn đất rỉ sét ở trong nước đó, đúng không ạ? Và thậm chí là gì ạ, trong những bùn đất rỉ sét đó tích trữ lâu ngày thì nó còn gì ạ, nó còn có những cái vi sinh, trứng giun, trứng sán, đúng không ạ, nó tích tụ ở đó và nó theo nguồn nước đi vào trong nguồn nước của chúng ta. Vậy thì khi các anh chị chúng ta gì ạ, sử dụng nước này để gì ạ, rửa rau này, đánh răng, rửa mặt này, thì những cái gì ạ, cái cặn bã, những cái nguy hiểm đó nó hoàn toàn có thể đi theo nguồn nước để vào trong cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Như vậy thì cái lớp lọc đầu tiên nó sẽ giúp anh chị giải quyết hoàn toàn những cái nguy cơ đó ở trong nguồn nước để chúng ta gì ạ, có nguồn nước đầu tiên là nó sẽ rất là trong, đúng không ạ? Và cái nguy cơ thứ hai mà gì ạ, trong nguồn nước có, đó chính là gì ạ, rất nhiều những cái gì ạ, có lo dư, những cái độc tố hữu cơ còn ở trong nguồn nước. Thì sản phẩm này lớp ở giữa của nó sẽ có gì ạ, một lớp than hoạt tính. Và cái lớp than hoạt tính này ở trong nó không phải là than hoạt tính giống như bình thường, mà sự than hoạt tính ở đây là được gì ạ, hoạt hóa ở nhiệt độ hơn 2000 độ C, đúng chưa, giúp cho cái than này nó có một khả năng cực
kỳ là sốc, và cái khả năng hấp phụ nó cao hơn rất nhiều lần so với các loại than hoạt tính bình thường trên thị trường hiện nay. Bởi vì cái mức độ hấp phụ của than hoạt tính nó phụ thuộc vào khả năng sốc, khả năng mịn của cái than đó, đúng không? Thì với 5 gram than này thôi, người ta có thể ước tính rằng cái khả năng bề mặt hấp phụ của nó có thể lên tới ngang với một sân vận động 11 người, đúng không? Khả năng hấp phụ chúng ta cái diện tích bề mặt của nó rất lớn, nên là khả năng hấp phụ của nó cực kỳ cao. Và khả năng hấp phụ cao như vậy thì cái khả năng là gì ạ? Hấp phụ những cái độc tố clo dư, những cái mà hoạt độc tố hữu cơ ở trong nước ấy, ví dụ như là những cái phân bón thuốc trừ sâu nó còn ở trong nước sẽ được hấp phụ hoàn toàn, và khi đó thì nguồn nước của chúng ta sẽ yên tâm tuyệt đối. Và cái clo dư này nếu như nó còn ở trong nước sẽ gây những tác hại gì? Đó là gì ạ? Ví dụ như các anh chị khi tắm, cái clo dư này nó gì ạ? Nó đi vào trong cái khí quản của chúng ta, đúng không ạ? Sẽ gây nên rất nhiều những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp. Khi chúng ta đánh răng rửa mặt cũng vậy, đúng không ạ? Những clo dư nó sẽ đi vào đường khí quản gây đến rất nhiều bệnh. Cộng với là gì ạ? Khi các anh chị mà rửa mặt bằng những cái nước mà nhiều clo như vậy, đúng không ạ? Sẽ làm khô da, đúng không ạ? Mùa đông rất là hay nứt nẻ da, gây đến rất nhiều những cái bệnh ngoài da có từ những cái clo dư này. Và khi anh chị chúng ta gì ạ? Nấu nướng bằng những cái nước còn gì ạ? Còn lẫn clo dư này thì sao ạ? Thì nó sẽ làm gì ạ? Làm cho mất cái mùi vị thức ăn, đúng không ạ? Làm giảm cái độ ngon của thức ăn của chúng ta. Vậy thì cái than hoạt tính ở trong này, đúng không ạ, sẽ giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề khi chúng ta gì ạ, đánh răng rửa mặt, khi chúng ta gì ạ, rửa bát, đúng không ạ, đấy thì nó sẽ giải quyết những vấn đề đó, giúp cho anh chị chúng ta có nguồn nước sinh hoạt yên tâm tuyệt đối an toàn, đúng không ạ. Và lớp trong cùng của sản phẩm này đó là lớp gì ạ, đó là lớp bông PP được dẹt đa lớp với gì ạ, với cái kích cỡ chỉ đến 0,5 kg. Thì đối với những cái yếu tố cặn bã còn lại, đúng không ạ, sẽ được lớp này chặn lại. Và những cái yếu tố là gì ạ, những cái vi sinh, những cái trứng giun, trứng sán nó còn nhỏ hơn nữa, cứ tiếp tục được gì ạ, lớp này chặn lại một lần nữa để giúp cho gì ạ, cái nguồn nước của chúng ta yên tâm tuyệt đối hoàn toàn là trong sạch. Đấy, vậy thì anh chị thấy rằng gì ạ, sau khi sử dụng sản phẩm này được lắp ở những cái bồn rửa, chậu rửa, đúng không ạ, chúng ta sẽ có nguồn nước sinh hoạt đạt chuẩn quốc tế để chúng ta yên tâm trong cái việc là gì ạ, khi anh chị đánh răng, rửa mặt, khi anh chị gì ạ, rửa bát, nấu cơm, đúng không ạ, thì hoặc là rửa rau, đúng không ạ, khi anh chị rửa rau sống thì sao ạ, nghĩ rằng chúng ta sẽ không phải lo lắng vấn đề là gì ạ, trứng giun, trứng sán nó còn ở trong nước, đúng không ạ, cho anh chị hoàn toàn yên tâm trong cái việc là ăn uống. Và đây là gì ạ, đây chính là sản phẩm mà khi chúng ta đã được lắp, sau khi lắp, đúng không ạ, thì nó sẽ rất là gọn gàng như này thôi. Anh chị có thấy hình ảnh, đúng không ạ, sau khi lắp sản phẩm nó gọn gàng như thế này đó. Đối với thông tin thông số kỹ thuật của sản phẩm này thì sao ạ, sản phẩm này chúng ta có thể dùng được từ gì ạ, khi mà lắp để phục vụ cho sinh hoạt thì nó sẽ dùng được khoảng từ 2 cho đến 3 năm anh chị nhé. Và thông tin ở trên này là 34.000 lít, đúng không ạ, 34.000 lít đối với gì ạ, cái hiệu suất sử dụng của nó. Tuy nhiên là khi chúng ta lắp ở cho phục vụ cho việc sinh hoạt thì thời gian sử dụng chúng ta sẽ được lâu hơn, đúng không ạ. Đó. Và cái nhiệt độ khuyên dùng cho sản phẩm này, chúng ta nên sử dụng nhiệt độ ở đây từ khoảng từ thứ 2 cho đến 38 độ C anh chị nhé. Tức là chúng ta sẽ không lắp cái sản phẩm này ở đường nước nóng, mà chúng ta sẽ lắp ở gì ạ? Ở đường nước nguội, đúng không ạ? Để chúng ta sử dụng thì nó sẽ hiệu quả và an toàn hơn. Đó. Và sản phẩm này chúng ta sẽ lắp phù hợp ở vị trí nào ạ? Sản phẩm này chúng ta, anh chị lưu ý là chúng ta có thể lắp ở gì ạ? Ở đầu tiên là ở những cái chậu rửa bát, đúng không ạ? Ở gầm những cái chậu rửa bát rất nhỏ gọn như vậy thì nó sẽ giúp gì ạ? Chúng ta có nguồn nước sạch để chúng ta phục vụ cho cái việc là gì ạ? Rửa bát, rửa rau, nấu cơm, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ lắp ở đâu ạ? Lắp ở những cái chậu rửa mặt, đúng không ạ? Nếu lắp chậu rửa mặt trong nhà thì chúng ta sẽ có nguồn nước gì ạ? Không có clo dư, không có gì ạ? Những cái cặn bã ở trong nước, đúng không ạ? Không có những bùn đất gì sét, phục vụ cho việc chúng đánh răng rửa mặt yên tâm. Đặc biệt là những gia đình có gì ạ? Có người già và trẻ nhỏ, đúng không ạ? Trẻ nhỏ là những em bé mà thường khi đánh răng thì có thể rất dễ phải nuốt phải nước. Và nếu trong nước này có những cái độc tố, những cái trứng giun, trứng sán thì sao? Rất nguy hiểm, đúng không ạ? Nên là lắp những cái bồn chậu rửa mặt dành cho những trẻ nhỏ là hoàn toàn yên tâm cho việc đánh răng rửa mặt. Ngoài ra, anh chị cũng có thể lắp ở những gì ạ? Ở những cái sen vòi tắm, đúng không ạ? Phục vụ cho cái việc tắm chúng ta sẽ có nước, không có clo dư, giúp cho gì ạ? Đỡ khô da, khô tóc, đúng không ạ? Giúp cho là làn da của chúng ta khỏe mạnh hơn. Đây là những vị trí lắp thường xuyên ở trong gia đình. Thì trong một gia đình anh chị hoàn toàn có thể lắp từ gì ạ? Một chỗ, hai vị trí hoặc ba vị trí đều được anh chị nhé. Nên là nếu như gia đình chúng ta chưa có những cái sản phẩm lọc tổng đầu nguồn gia đình thì ở những cái nơi chung cư, những căn hộ ở thành phố có không gian nhỏ hẹp, anh chị hoàn toàn có thể gì ạ, mua những cái bộ này để lắp ở trong gia đình với chi phí hết sức là gì ạ, là phù hợp, với chỉ gì ạ, giá của nó chỉ hiện nay chỉ có 1.900.000 thôi. Anh chị có thể là lắp ở trong gia đình mình để phục vụ cho nước sinh hoạt, để chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính gia đình. Và trên đây là tất cả những cái thông tin về sản phẩm bộ lọc bồn chậu rửa EcoMax của Thế Giới Nước đang cung cấp. Thì anh chị tất cả thông tin thì anh chị có thể tìm hiểu ở trang web chính thức của Thế Giới Nước.
để chúng ta lựa chọn sản phẩm tốt nhất cho gia đình mình. Khi mà biết được đến cái giải pháp của Hyundai Wacotec thì thực sự là gia đình mình cảm thấy rất là yên tâm và hài lòng, bởi vì nó giải quyết được cái mối băn khoăn trước kia của mình. Thứ nhất là khi mà sử dụng cái nước của được lọc bởi cái sản phẩm lọc nước của Hyundai Wacotec thì nó giữ được cái hàm lượng vi chất và các cái chất khoáng ở trong đấy. Thế cho nên là thực sự là sau khi dùng thì nhà mình cũng cảm thấy là cơ thể của mình nó cũng khỏe hơn rất là nhiều so với cái việc sử dụng nước ở trong nước đóng bình trước đây. Cái thứ hai nữa là khi mà con mình hay là những thành viên trong gia đình có tắm hoặc là đánh răng chẳng hạn mà bị gọi là tiếp xúc với nước hoặc là các cháu nuốt nước chẳng hạn thì mình hoàn toàn mình cũng không phải lo lắng là ở trong cái nước đấy nó sẽ có vi khuẩn hay là giun sán như một số những cái trường hợp mà trước đây mình được thấy ở các cái chung cư khác.